Huỳnh Lập biến sân khấu thành cái chợ. Sân khấu là thánh đường của diễn viên, nơi họ thăng hoa nghệ thuật và cháy hết mình với vai diễn. Thế mà một nghệ sĩ có tên tuổi như Huỳnh Lập lại biến sân khấu nghệ thuật lớn thành cái chợ. Chợ ắc tách từ lúc bắt đầu vào sân khấu, đông còn hơn quân nguyên, rồi những gánh hàng rong mỏ hỗn vô cùng khẩu hiệu. Bức xúc nhất là khán giả bị sốc hết lần này đến lần khác khi phải cười lòi bạn học, rồi lại muốn rớt nước mắt vì những cung bậc cảm xúc đan xen lẫn lộn. Phải nói, đây là một phiên chợ giàu cảm xúc nhất mà mình từng xem. Trước đây, cái chợ được dựng ở một quán cà phê nhỏ và mình cũng đã coi đi coi lại rất nhiều lần. Bẵng đi 5 năm, nó đã được xuất hiện tại sân khấu lớn, khoác lên một diện mạo mới, vui hơn, hoành tráng hơn, nhiều mảng miếng xuất thần hơn. Lập dành tất cả tâm huyết, chất xám và sức lực của bản thân dành cho sân khấu, mẹ hát rong. Phải nói là lâu lắm mình mới được đi chợ mà thấy ám ảnh khó quên như hôm nay. Mọi người nhớ đón xem vở kịch Mẹ hát rong.